Bí quyết thất hình của các startup Tây trên Shark Tank Việt Nam. Xin chào 500 anh em, xin chào quý vị và các bạn. Greetings to 500 good fellas. Chúng ta quay trở lại với cả lớp học của thầy giáo Cung Thiên Bình, nhân vật chính diện trong bộ phim siêu anh hùng về giáo dục. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề rất là hot. Tuần trước thì có lẽ chúng ta đã thấy một cái buổi thuyết trình khá là fail của một startup Việt, đúng không? Thế nhưng mà lại đồng thời trong chương trình đó chúng ta lại có thêm một startup Tây nữa xuất hiện trong chương trình. Và mình thấy những cái anh Tây này có vẻ mặt bằng chung, kỹ năng thuyết trình có vẻ hơn mình quá. Cho nên chúng ta sẽ cùng phân tích khám phá xem là có cái điều gì đặc biệt trong bài thuyết trình của các anh ấy mà lại làm cho các anh ấy thành công và tạo được, ít nhất là tạo được thiện cảm. Ok, bài thuyết trình của người Việt không thể thua kém được. Cho nên là chúng ta sẽ đến với bài thuyết trình đầu tiên của anh Eric bên tay phải. Thì anh ấy là giải pháp cái thùng chứa kho lưu trữ đấy. Đấy, thì lợi thế của anh ấy là trông mặt rất là tươi. Nhưng mà ngoài ra mình có phát hiện ra ba cái bí quyết về ngôn ngữ của anh ấy nữa. Đầu tiên là cái đặc điểm của anh này lúc nào cũng nói từ tích cực, hoặc là anh ấy tập trung vào cái khía cạnh tích cực của vấn đề. Chẳng hạn trong hình là chúng ta thấy là các Shark đang vứt đồ nội thất một cách hơi thô bạo và hơi bị xót của. Thế nhưng mà anh vẫn nói những cái câu tích cực như là ô cái gì đấy, cái này nhiều người cũng hay làm, các bạn thấy không? Thấy đặc biệt không? Đấy, anh ấy luôn luôn làm cho người ta có cảm giác năng lượng tích cực. Tiếp theo như cái này khá là rõ này, khi các Shark bảo là thế anh quên không nói là anh cần huy động bao nhiêu tiền, thì anh lại cười rất là tươi, anh bảo là tôi chết, tôi hay xem chương trình nước ngoài và tôi hay cười người ta như thế, nhưng mà bây giờ chính tôi lại bị đấy. Tức là lúc nào anh cũng nghĩ ra cái trò để mà làm cho nó tích cực được. Nói thế nên ở đây khi các Shark bảo là thế có đầu tư gì vào công nghệ không, có chuyển đổi số không, thì anh bảo là anh lại bảo là gì, ngành này rất là truyền thống, úi trời ơi, thực ra là gì, lạc hậu và chưa có công nghệ thì còn gì nữa, đúng không? Đấy, lại bảo là rất là truyền thống. Đã nghe bảo là em chả đầu tư gì, hoặc là em quên, em thiếu sót, thì anh lại bảo là ngành này rất là truyền thống. Đây, các bạn thấy là anh chuyên môn dùng những cái từ rất là tích cực ở đây về mặt ngôn ngữ là đặc biệt nhất này, các bạn phát hiện ra không? Anh ấy bảo là gì, nếu có Shark đầu tư vào em thì em sẽ investing in growth. Investing in growth là một từ rất là lạ đấy. Anh ấy dùng từ growth thay vì là chúng ta dùng cái expansion, là bọn em sẽ đầu tư vào việc mở rộng. Đấy, bởi vì trong cái từ mở rộng người ta còn thấy có một dạng cảm giác bất an và một cái sự rủi ro trong đấy, vì mở rộng nhỡ không thành công thì sao. Nhưng anh lại dùng cái từ là investing in growth. Đấy, investing in growth là em đầu tư vào sự tăng trưởng. Úi xôi, nghe nó cứ như là đã tăng trưởng rồi, đúng không? Đấy, thì anh ấy chuyên gia là dùng cái từ tích cực, thì chúng ta cũng cần phải học tập, đúng không? Bởi vì là rõ ràng là khi các Shark lên là người ta cần tìm người, là người ta suy nghĩ, cần tìm người sếp là có suy nghĩ tích cực. Đúng là sẽ có những vấn đề tiêu cực, đúng không? Thế nhưng mà luôn luôn người ta sẽ cần là những người mà nhìn ra được tích cực và kích động và duy trì được ngọn lửa của nhân viên. Ok, vẫn còn hai bí quyết nữa nha. Nếu mà chỉ có hấp tấp học một cái bí quyết đầu tiên mà đã đi áp dụng thì là cực kỳ nguy hiểm đấy, bởi vì là họ sẽ thấy mình cả ngày suốt ngày chỉ tích cực và họ bảo là thằng này không thật, thằng này là như thế là nịnh bợ, đúng không? Mà ai mà không nghi ngờ gì về đạo đức của mình thì người ta sẽ nghĩ là ô thằng này ảo tưởng sức mạnh, đúng không? Không xa rời thực tế, không tin được, bởi vì là thằng này cứ ở trên mây, đúng không? Thế thì bây giờ phải có cái bí quyết thứ hai. Cái hội Tây thì họ học thuyết trình bài bản mình, cho nên là họ không chỉ có thao thao bất tuyệt một chiều, mà trong khi đang thuyết trình mà nói anh nói tướng chuyện tích cực ấy, thì họ còn để ý cái feedback, cái phản ứng của người nghe nữa. Và nếu như họ thấy rằng là bắt đầu có dấu hiệu không tin đấy, thì họ sẽ dừng lại đấy, và họ sẽ có cái bài là gì, họ sẽ dùng từ understand, và sau đó là họ sẽ counter bằng những cái lập luận để cho người ta tin đã rồi mới nói tiếp. Ở đây ví dụ ngay này, khi các Shark hỏi là anh có kinh nghiệm khởi nghiệp gì chưa, ông bảo là em có kinh nghiệm truyền thông quảng cáo trực tuyến. Tức là cuối cùng Shark Hưng cười. Đấy, cuối cùng Shark Hưng cười bảo thế làm sao mà khởi nghiệp được, chưa có kinh nghiệm quản trị, chưa có kinh nghiệm logistics. Đấy mới là trong quá trình thuyết trình là Shark Hưng mới cười khẩy rồi nhá, chưa có nói gì, là chưa có phản ứng gì lại. Thế mà ông trong quá trình thuyết trình ông đã bắt được và ông đã trả lời luôn. Đấy, ông mới bảo là tôi thấy nhiều người cũng có phản ứng như anh và tôi hiểu điều đó. Đấy, cái từ combo này rất quan trọng, tức là thứ nhất là bước một là phải nhận ra, bước hai là phải nói là tôi hiểu cái phản ứng của anh như thế là bình thường và dễ hiểu, nhưng và đoạn thứ ba là phải counter, tức là phải đưa ra cái lập luận của riêng mình để thuyết phục người ta. Shark Hưng mới cười khẩy thế thôi, chứ chưa phải là nói lên hay là cắt lời gì vặn vẹo lại ông, nhưng mà ông đã nhận ra. Thì ông này mình thấy khá là nhạy đấy, xong rồi ông đã trả lời luôn. Đấy, thì cái combo của chúng ta là bao giờ phải ba bước, là thứ nhất là quan sát người nghe xem phản ứng thế nào, thứ hai là ông mới dùng từ understand, tức là từ tôi hiểu và để trấn an người ta, sau đó mình mới nói ra cái counter. Bước ba là nói ra counter argument của mình để thuyết phục người ta, và khi mà mình đã chứng minh là rằng mình không hề có những cái tư duy dị, đúng không, chúng ta hoàn toàn là suy nghĩ logic và theo cái lý lẽ thông thường, thì mình sẽ dễ được tin hơn. Chứ bây giờ rất nguy hiểm là nếu như mà mình cứ thao thao bất tuyệt vào, người ta cứ nghĩ là mình trên mây mà mình không biết được là thực sự đời sống thế nào, và kể cả khi mình muốn làm một cái gì đặc biệt ấy, mình cũng phải chứng minh được rằng là mình đã có soi xét cẩn thận và mình biết được rằng là sẽ có người phản ứng như thế.
nhưng ông ấy đưa ra cái counter argument là gì? Nhưng mà theo tôi thì trong cái vụ khởi nghiệp này thì kinh nghiệm khởi nghiệp là cái mà quan trọng nhất, và tôi đã có nhiều kinh nghiệm khởi nghiệp rồi chứ không phải là cái background của tôi về media với cả advertising. Đấy là một cách mà người ta thuyết phục người khác. Đây là một cái lỗi mà người Việt hay mắc phải, bởi vì là cứ nhiều như kiểu là mình có một cái điều muốn nói và phải nói cho bằng được, và cứ bật băng cái là lên nói là thao thao bất tuyệt và không cần quan tâm đến chuyện người ta nghe có nghe không, có hiểu không và có tin cái lời nói của mình không. Thì cái việc quan sát cái phản ứng của người nghe và cung cấp các thông tin và thể hiện rằng mình có một cái ý tứ và có khả năng đọc tâm lý của người khán giả, đấy là một điều rất là quan trọng. Đấy, chứ không phải là chúng ta có một cái bài giảng và hết 45 phút dạy như kiểu chúng ta đi là thầy giáo đúng không? Chúng ta có một bài giảng và hết 45 phút chúng ta phải giảng hết bài đấy, còn kệ học trò có hiểu hay không. Đấy, khi bị Sắc Liên từ chối thì ông cũng bảo là đây là điều dễ hiểu và tôi hiểu cái góc nhìn của ba và tôi rất cảm ơn bà. Đây, bây giờ để đến với cái bí kíp số 3 thì chúng ta sẽ đến với cái trường hợp của anh Tây Còng Tay. Đấy, hợp tác với cả Sắc Phú. Đấy, thì để xem anh ấy có đúng theo bài bản của anh Tây kia không nha, anh Alex không nhá. Đấy, thì trong cái quá trình thuyết trình anh lỡ nhắc đến cái vụ là anh đã có 6 bản thắc chế sáng chế trước đây nhưng mà toàn kinh doanh thất bại. Đấy, nhưng mà anh rất nhanh ở chỗ là anh đá qua cái này rất nhanh và anh tập trung lại vào cái khía cạnh tích cực của nó. Anh đảo luôn, đây là cái tôi thích và tôi đã tập trung 4 năm vào cái này để nghiên cứu phát triển. Đấy, tiếp theo là anh này thì không chỉ có dùng từ understand mà anh còn dùng các biến thể của nó. Đấy, khi mà các Sắc bảo là nhà tôi có chó thì có cái khóa cho còng cho chó không, thì ông bảo là tôi cũng nuôi chó, tôi hiểu mà. Đấy, và anh cũng thể hiện rằng là anh có cái kỹ năng của bí kíp số 2 nữa, tức là trong quá trình thuyết trình khi mà thấy các Sắc bắt đầu nghi ngại bảo là cái khóa này chất lượng tốt lắm nhưng mà thật sự nó có tốt được không, thì anh cũng bảo là tôi hiểu mà, khi mà cái đứa trộm nó đã quyết tâm nó trộm thì kiểu gì nó trộm thôi, nhưng mà tôi sẽ với cái khóa này tôi sẽ làm cho cái quá trình trộm của nó là khó khăn nhất có thể, đúng không? Đấy, thì đấy cái chuyện mình thấu hiểu của và tiếp nhận và mình trả lời được cái thắc mắc của người nghe trong quá trình mình thuyết trình, nó là việc rất cực kỳ quan trọng. Và bây giờ chúng ta đến với cái bí kíp số 3, bí kíp cuối cùng, đó là cái cách mà người Tây người ta say no, tức là người ta nói không nhưng người ta vẫn thể hiện thiện chí và người ta không cắt đường sống, người ta không cho bắt người ta đi vào đường cùng. Có hai ví dụ với anh này này, là khi mà anh ấy bị hỏi cái giá gốc của làm ra sản phẩm có đắt không, để thực ra để các Sắc xem là anh này có kinh doanh có tốt không, thì anh ấy bảo là tôi không nói được, nhưng mà sau ông với tôi hợp tác thì tôi sẽ nói cái đấy sau hội trường hoặc là sau chương trình. Ông ấy say no, ông nói không nhưng mà ông vẫn chia sẻ là tỷ trọng lãi rất là lớn, đấy làm cho người ta an tâm. Kể cả mình không chia sẻ được, mình nói không với người ta nhưng mình vẫn làm người ta yên tâm. Đấy, và cái ví dụ thứ hai của ông Robert về việc say no nhưng vẫn mở cho người ta đường sống chính là khi mà từ chối lời đề nghị của Trang Bình. Thế nhưng mà vẫn mở đường cho Trang Bình và ông ấy có thể hợp tác trong tương lai. Đấy, nhận lời của Sắc Phú nhưng mà vẫn mở cửa là có thể ông không phải được đầu tư cho tôi trong chương trình này nhưng mà sau này chúng ta vẫn có thể hợp tác và ông vẫn có thể là người phân phối sản phẩm và sale cho tôi. Đấy. Như vậy là làm người ta không bị phật lòng mà vẫn thể hiện cái sự trân trọng và thể hiện rằng mình có cân nhắc rất là kỹ và nghĩ đến lâu dài sau này trên đường vẫn có thể đụng đầu với nhau, đúng không? Đó. Mình sẽ có một phần khuyến mại là bonus những cái từ tiếng Anh rất hay mà các anh Tây dùng trong cái trường hợp này ở dưới phần comment, ok? Được cái là anh này dùng rất nhiều cái phiên bản của từ understand và các cái biến thể của nó, và kể cả cái từ là tôi rất trân trọng, ông ấy có dùng rất là nhiều cách. Ví dụ bảo là tôi sẽ cân nhắc, để ông nói no nhưng ông sẽ bảo là gì? I respectfully consider that, tôi sẽ cân nhắc một cách rất là trân trọng cái đề nghị của ông. Từ rất hay, đúng không? Và một cái bonus cuối cùng là một cái ví dụ mình rất thích về ông này, đó chính là khi mà bị Sao Viện hỏi là thế anh nghĩ là anh già quá để khởi nghiệp không, thì ông ấy nói không nhưng ông ấy đưa ra argument rất là cụ thể, đó là gì? Tôi thấy là gì, ông đại tá Sander, ông đến 72 tuổi ông mới bắt đầu khởi nghiệp KFC, thì tôi nghĩ là bây giờ tôi không già. Đấy, như vậy mình nói không nhưng mình vẫn thể hiện sự hiểu biết và sự thể hiện là mình có một cái nền tảng và cái niềm tin và một cái lận chứng để mà nói không, chứ không phải là mình cứ nói không gọi là duy ý chí được, không thể nào cứ khơi khơi nói không được, đúng không? Đấy, tức là chương trình hôm nay hết rồi và mình thì chỉ là người nghiên cứu ngôn ngữ, mình là giáo viên tiếng Anh thôi, thì mình chỉ nhận xét được về phần ngôn ngữ và thuyết trình của ông ấy thôi. Thế còn đương nhiên mình không thể bình luận gì về chất lượng sản phẩm hay là cái chuyện kinh doanh của ông có thành công hay không, nhưng đây là một cái điều mà mình nghĩ là rất nhiều người Việt đã thuyết trình các kiểu kỹ năng là đang thiếu, chúng ta không thể thua Tây được. Cho nên là hy vọng là cái mà video clip này đã có thể giúp ích gì đấy cho các bạn chuẩn bị là thuyết trình lên Sắc Tây, và biết đâu đấy chúng ta có thể đủ cả trình để lên cả Sắc Tây Mỹ nữa, đúng không? Xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.